em rất là thương em. Ừ. Và em cũng rất là thương anh và thương bố mẹ nhiều lắm. Dạ. Gia đình của em là một động lực rất lớn của em. Thì hôm nay anh không có tới đây được. Thì anh có gửi cho em một món quà. Và em muốn chia sẻ món quà đấy cùng với tất cả mọi người. Tất cả các anh chị em đang ngồi ở đây. Đã. Xin mời mọi người. Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn Tùng MTP. Và lời đầu tiên cho phép Tùng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị phóng viên, đến tất cả những đối tác của Mono và đến tất cả những người anh em bạn bè của Mono đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay, một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Và lời chào tiếp theo dĩ nhiên là một lời chào dành đến cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Mono. Yeah. Hôm nay là ngày của em. Tất cả mọi người đang dõi theo em. Và tất cả mọi người đang cùng một nhịp tim, cùng một hơi thở trong ngày hôm nay cùng em. Tuy rằng anh không có mặt tại buổi họp báo của em vào ngày hôm nay được, tại vì lịch trình của anh. Nhưng em trai của anh đã nhìn thấy sự tài năng của em từ khi em nói với anh rằng đấy, em rất là thích âm nhạc. Anh đã nhìn thấy sự cố gắng của em, mặc dù không phải là 24 trên 24, nhưng anh luôn cảm nhận được chứ. Anh đã nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Và anh đã nhìn thấy một cái sự nghiêm túc vô cùng của em dành đến cho sự lựa chọn này. Đó chính là con đường âm nhạc. Và ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời của em. Là ngày ấn định. Là ngày mà em debut với tư cách là một ca sĩ với cái tên vô cùng thú vị, đó chính là Mono. Tuy rằng anh không ở đấy, nhưng tim anh thực sự ấy đang rất là hồi hộp. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả, bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Và tất cả những gì mà em đã tạo ra ngày hôm nay là do chính bằng tài năng, bằng thực lực và bằng sự cố gắng phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Anh chỉ mong rằng sản phẩm ngày hôm nay của em nó sẽ đánh dấu một chặng đường mới, một sự khởi đầu vô cùng tuyệt vời cho sự nghiệp của một người ca sĩ mang tên Mono. Tối nhớ về dành thời gian hát cho anh nghe cái nhỉ. Mày giấu kỹ quá, anh chưa được nghe, chưa biết là bây giờ giai điệu này, ca từ như thế nào nữa. Nhưng có một điều mà anh rất tin và chắc chắn rằng đây sẽ là một bài hát vô cùng catchy, và ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy được cái tinh thần mà em muốn mang vào trong từng giai điệu, trong từng lời ca. Em và tất cả các anh em của em, mọi người trong ekip đã cùng nhau cố gắng để tạo ra một cái album chuỗi những bài hát vô cùng tuyệt vời, vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng chỉnh chu. Anh với tư cách là một người khán giả, với tư cách là một người anh trai của em, và với tư cách là một người đồng nghiệp, thực sự cảm thấy rất 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 mừng và hãnh diện cho em. Anh hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, và em xứng đáng với tất cả tình yêu thương của mọi người đang dành đến cho em vào ngày hôm nay. Tận hưởng đi, cảm nhận đi, sau bằng đấy những sự nỗ lực và cố gắng, sau bằng đấy những thử thách mà em đã và đang phải đối mặt. Yên tâm, sẽ còn vô vàn những sự khó khăn, vô vàn những thử thách đang chờ em ở phía trước. Nhưng anh tin chắc chắn rằng với sự mạnh mẽ trong lòng em, với sự quyết tâm như một người chiến binh ấy, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và những thứ mà em tạo ra sẽ ngày càng chỉnh chu hơn, sẽ ngày càng tròn đầy hơn và sẽ ngày càng tuyệt vời hơn. Anh chúc cho em trai của anh sẽ gặt hái được thật nhiều thành công với sản phẩm lần này. Còn bây giờ thì á, anh chỉ muốn nói rằng ấy, ở trên sân khấu á, chú là Mono, nhưng về nhà ấy thì vẫn sẽ luôn là Việt Hoàng, em trai của anh, thằng bé với hình hài rất là lớn, nhưng trong mắt anh ấy sẽ luôn luôn là Hoàng 5 tuổi, cô Hoàng mà anh rất thương. Anh rất là thương em, và anh mong rằng ấy, ngày hôm nay á, em phải thật sự hạnh phúc. Phải thật sự hạnh phúc.
phải thật sự được chìm đắm vào trong từng giây, từng phút của buổi họp báo này. Em xứng đáng với tất cả những tình yêu thương mà mọi người dành cho em. Anh thương em trai của anh rất nhiều. Và anh chờ tối nay anh sẽ được xem MV của Mono, bài hát mới nhất tên là gì ta? Thôi, chắc chắn mọi người đều biết tên hết rồi, cũng không cần anh phải nhắc lại làm gì. Cảm ơn em đã chiến đấu như một chiến binh thực sự. Tương lai đang chờ em, hãy chạy thật nhanh về phía trước nhá. Đừng chần chờ, đừng do dự. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, nên hãy cháy mà làm việc hết sức mình, cống hiến cho sự lựa chọn của mình bằng máu, bằng nước mắt, bằng chọn cả một con tim nhá. Rồi anh xin dừng ở đây. Cảm ơn Mono, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những lời tâm sự chia sẻ của anh trai Mono, của một người đồng nghiệp mang tên Sơn Tùng MCP. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ có một buổi họp báo tràn ngập những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cùng với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là Mono. Anh thương em rất nhiều. Bye bye. Không biết là cảm xúc của quý vị như thế nào, nhưng mà cá nhân Quang Bảo xin phép anh được chia sẻ một chút xíu. Bảo cũng gắn bó với Tùng rất là lâu. Khi mà nhận lời tham gia cái buổi họp báo này thì Bảo cũng có những cái điều trăn trở riêng cho bản thân mình. Nhưng mà Bảo luôn cảm nhận được ở đâu đó, không chỉ là từ Tùng, không chỉ là từ bố Thiện, mẹ Bình, mà còn đến từ Mono, đó là một cái niềm đam mê rất là cháy bỏng. Họ luôn luôn có những cái sự gắn kết với nhau vô hình nào đó mà đúng là chỉ có những người trong gia đình mới có thể hiểu rõ cái điều đó nhất. Vậy thì ngày hôm nay nghe những lời dặn dò của anh trai của mình thì Mono thấy như thế nào? Anh em vừa nói là không cần biết chú đi ra ngoài chú là Mono hay là như thế nào, nhưng cứ về với anh, chú là Nguyễn Văn Hòa, thằng bé 5 tuổi. Mãi mãi nó thì hình hài thì nó to hơn, nó khác hơn. Nhưng mà đối với anh, ở trong mắt anh thì luôn luôn là một cậu nhóc. Em rất tự hào khi mà em là con của bố mẹ em. Em được làm em của anh trai của em. Rất là cảm xúc.